Ok. Chào các bạn, mình là Trường. Thì hiện nay mình đang công tác và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại mình đang làm chăm sóc da tại Spa The Master Việt Nam. Thì mình được biết đến The Master là qua một người bạn của mình cũng cùng công tác trong một công ty. Thì mình tìm đến đây và gắn bó với The Master cũng hơn gần 2 năm rồi. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì mình cảm thấy The Master là một sự lựa chọn sáng suốt đối với mình. Thì nó không thay đổi được hoàn toàn về mọi thứ, nhưng ít gì thì trên khuôn mặt mình đã thay đổi sau gần 2 năm gắn bó. Thì trước đây Trường có làm điều trị sẹo rỗ lăn kim tại The Master. Thì sau 1 năm thì mình cảm thấy là thay đổi rất rõ rệt. Mình cảm thấy rất hài lòng về cái liệu trình ở nơi đây. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì lúc nào thì các bạn nhân viên ở đây cũng chăm sóc rất là nhiệt tình. Thật sự mà nói là bạn là rất nhiệt tình và rất chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là những điều tốt đẹp như là tất cả những trải nghiệm tốt đây thì mình đều được sử dụng hết. Đặc biệt hôm nay là mình làm cái liệu trình New Skin 360. Thì mình có thấy rõ là da thay đổi rõ rệt sau một tuần trải nghiệm dịch vụ. Da căng mướt, tất cả mọi thứ nói chung là perfect. Thì cảm ơn The Master đã giúp cho mình có được làn da như hôm nay. Không phải là tuyệt vời nhất nhưng với mình là khá hàng hảo. Cảm ơn The Master.